Nay mình mới nhận cái vườn này, đây là cây Black Thorn các bạn. Làm xong rồi, trước đây trồng riết rồi, cả năm rồi đó, nó không có lên. Và nó cứ vàng như này. Hôm nay chủ nhà mới nhờ mình đến xử lý. Thì cũng tiện đây, cũng vừa rồi mấy anh chị cũng đang trồng cây con, mà tự nhiên xảy ra cái tình trạng cây nó bị vàng, rồi là nó đứng đọt, nó không có đi. Và khi mình tìm ra, hiểu ra thì đa phần là do cái lỗi gì ạ? Là cái lỗi mà mọi người sử dụng cái phân dạng nước nhiều quá và xài cái nồng độ cao. Thì thực tế là cái cây con của mình ấy, nó cái rễ nó rất là yếu, nó chỉ là những cái sợi rễ nó ra thôi, nó chưa thành một cái hệ rễ. Thì đâm ra là thay vì mình tạo điều kiện cho một cái lớp đất nó tơi xốp để cái rễ nó ra, và lấy cái dinh dưỡng có sẵn đấy, cái nguồn hữu cơ đó, thì mọi người đã cố gắng lại chỉ có dùng nó vào cái dạng dinh dưỡng, dạng nước tưới vào, thì nó cái nồng độ nó cũng cao, đâm ra nó cao hơn cái nồng độ của cái cây rễ, nhiều khi nó bức cả cái rễ. Rồi giết khi đến một ngày nào đó thì chúng ta cho vào là cái rễ tơ, rễ con đó, nó bị úng, bị thối, rồi là nó không lấy được dinh dưỡng. Khi cái cây đọt nó ra rồi nó cứ đứng in vậy, và nó vàng dần đi. Thì cái này bây giờ chỉ có một cách là mọi người xới lại cái xung quanh lên cho em, xử lý cái mô để cho nó đứt cái phần rễ tơ đó càng tốt, tại vì đứt một thì sẽ ra được 5-7, rồi chúng ta bón được cái phân hữu cơ xuống thì cái rễ nó ra. Đó là chúng ta tưới một cây này khoảng 3-4 lít si pha, rồi nhớ là si pha là chúng ta cũng không pha thêm một cái dòng dinh dưỡng đạm cá amino gì nhá. Lúc nhỏ này chúng ta chỉ bón hữu cơ, khi nó đi đọt rồi mọi người thì cứ nhấp tí phân vào đây, nó sẽ đi đọt và nó xanh lại. Và nhớ là đối với cái cây Black Thorn thì phải tủ ẩm nó cẩn thận. Và bây giờ mình sẽ đi, mình cho mình sới này. Hôm nay đi nắng mưa, em cũng bị cảm nên là nó nói nó cũng hay, của chú anh chị thông cảm. Đây, đứng hình luôn. Một năm rồi đó. Mọi người phải quan tâm làm sao cái đất mình tơi xốp. Mình tạo điều kiện cho cái thức ăn ở trong đất nó để sẵn đấy, thì để cái cây con mình nó càng tơi xốp, và hai nữa là cái độ ẩm mình duy trì được thì nó sẽ ra rễ và sống được cái rễ đó. Nó sống được cái rễ thì nó mới nuôi được cái lá. Còn giờ chúng ta cứ thấy nó rễ nó ra thì chúng ta lại tống đổ này đổ nọ vào, cuối cùng thì càng nhiều thì càng hại. Cái này thì đôi khi một số cô chú anh chị thì sẽ bảo là tao đổ liên tục có sao đâu, chẳng qua là chưa bị sao thôi. Cái này ngộ độc, mà ngộ độc hóa học thì nó còn đỡ, chứ ngộ độc hữu cơ là nó lì luôn, thối luôn, là nó cứ đứng lì vậy đó. Chứ không phải là chúng ta cứ bảo là hữu cơ là tốt đâu. Tốt khi mà sử dụng cái gì nó cũng vừa phải và đúng cách thôi, chứ không phải là ở cái dạng nào nữa. Như cả phân bò tốt, nhưng mà ví dụ như chúng ta phải ủ hoai mục và vừa lượng vừa đủ thôi. Còn phân bò tươi chúng ta tống đầy gốc này xem có chết không. Mọi người sẽ nhìn để ý chả có một cái cây nào là mọc ở trên cái đống phân đấy. Nhưng mà phân được vào đất, được trộn lẫn với đất, xử lý hoai mục thì cây cỏ rễ nó mới sống được. Đất xấu, đất xả cơm. Một năm mà lên thế này thì có phải là đầu tư bao nhiêu, bằng người ta trồng với 3-4 tháng, 2-3 tháng. Để em sẽ cập nhật lại, cái này em chỉ làm được khoảng 1.5 tháng sau là xanh ngút. Phải lấy một cây đọt ra, rụng hết cái lá vàng này đi, là khỏe. Mà nhìn quanh đây là cái nguồn, cái nguồn thảm thực vật này, cái cỏ Mỹ miếc này còn nhiều là mình thích rồi. Rồi bây giờ lên làm việc lại với bác chủ vườn.